Rời xa Dương Tử, Thành Nghị hẹn hò với búp bê màn ảnh Hoa Ngữ. Dự án phim tồn kho gần 2 năm của Thành Nghị có khả năng lên sóng vào tháng 9. Hậu Liên Hoa Lâu, tên tuổi của Thành Nghị có bước tiến nhảy vọt, không chỉ định vị được bản thân trong lòng công chúng, mà những tác phẩm đã chiếu, đang ghi hình hay vẫn còn tồn kho của anh cũng được cộng đồng mạng đặc biệt để mắt tới. Với sức nóng đang dần tăng và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt của Thành Nghị, khả năng sắp tới đây bộ phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Nhị Cao Hoan Thụy cùng Trương Sư Hy thủ diễn sẽ được Zuku ưu tiên cho lên sóng. Một phần nguyên nhân chính là để hưởng kẻ nhiệt từ bộ Liên Hoa Lâu vừa mới kết thúc. Có nguồn tin cho biết Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ ra mắt khán giả vào ngày 8 tháng 9 tới đây. Mặc dù chưa phải là tin chính thức từ nền tảng nhưng cũng đổi được các mọt phim và đặc biệt fan Thành Nghị Trương Sư Hy vui 3 ngày 3 đêm bởi họ đã đợi Gió Nam Hiểu Lòng Tôi quá lâu. Phim khai máy từ giữa tháng 11 năm 2020 và đóng máy sau khoảng 3 tháng ghi hình, tức tháng 2 năm 2021. Thế nhưng không rõ vì lý do gì, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi lại bị ngâm dầm suốt 2 năm ròng rã, khiến khán giả hết sức khó hiểu, càng ngóng chờ thì càng chẳng thấy tung tích lịch chiếu đâu. Gió Nam Hiểu Lòng Tôi xoay quanh mối quan hệ giữa các bác sĩ Chu Cựu Trương Sư Hy và Phó Vân Thâm Thành Nghị, một nhà thực vật học, trong quá trình hai người tìm kiếm một loại thảo dược trong vùng sâu đã trải qua không ít khó khăn sóng gió. Cuối cùng, thành quả của Vân Thâm lại bị anh em cùng cha khác mẹ Phó Tây Châu cướp mất. Bản thân Phó Vân Thâm còn gặp tai nạn chấn thương nghiêm trọng, gần như trở thành người tàn phế. Ngay lúc khó khăn tuyệt vọng nhất, Chu Cựu bất ngờ xuất hiện và khiến cuộc sống của anh có chuyển biến tích cực. Cả hai nảy sinh tình cảm, quyết định ở bên nhau. Niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Chu Cựu vì hiểu lầm đã đòi chia tay với Vân Thâm. Nửa năm sau gặp lại, hiểu lầm được hóa giải, Chu Cựu và Phó Vân Thâm quay trở về bên nhau một lần nữa, nhưng hạnh phúc vẫn chưa thực sự mỉm cười với họ.